Sáng ngày 5 tháng 12, Ủy ban Nhân dân xã Lỗ Sơn đã phối hợp với dự án GNI tổ chức lễ ra mắt hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Sơn, xã Lỗ Sơn. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Sơn có trụ sở tại xóm Tân Lập, xã Lỗ Sơn, có 14 thành viên tham gia, hoạt động với số vốn điều lệ 650 triệu đồng, đăng ký ngành nghề sản xuất kinh doanh chính gồm chăn nuôi lợn lai rừng và sản xuất các loại giống lợn, chăn nuôi châu bò, da cầm, trồng cây gia vị cây dược liệu hương liệu lâu năm việc thành lập và đưa vào hoạt động hợp tác xã có phần phát huy hiệu quả của mô hình kinh tế tập thể tạo mối liên kết sản xuất các sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cung cấp cho thị trường những sản phẩm sạch đồng thời giúp các hội viên tương trợ giúp đỡ lẫn nhau về giống vốn khoa học kỹ thuật phát huy vai trò của tổ chức hợp tác xã trong kết nối giữa các thành viên với thị trường